Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì sẽ là một vlog mình nói về trial competition. Và như các bạn để thấy thì đây là một chiếc frame trial competition. Và chính xác hơn thì nó là của hãng Neon và nó có tên là Neon Bow. Thì chiếc frame này mình không nhớ chính xác, hình như nó là date 2013. Nhớ không nhầm thì là 2013, nó là một cái frame khá là cũ với thông số đời cũ rồi. Cho đến thời điểm này thì gần như các hãng không còn sử dụng cái thông số trên trước Neon Bow này nữa. Nên là mình cũng không biết là bây giờ sau khi mà review lại nó rồi chơi thử thì nó có ngon hay không. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ thử nha. Bây giờ các bạn hãy cùng mình review lại chiếc xe này ha. Chúng ta bắt đầu. Đây thì mình có thay lại cho nó một cái stem là 165 x 35 độ, chứ không phải là như stem gốc là chỉ có 150 x 35 thôi, vì mình cao hơn chủ nhân cũ của chiếc xe. Trời có mưa nên là đang làm dở, phải dọn hết đồ ở nhà. Trong lúc chờ trời tạnh mưa thì mình cũng tranh thủ lắp cặp phanh luôn, nhưng mà do trong phòng hơi nhỏ nên là mình không có quay. Và bây giờ thì như các bạn thấy, chiếc xe của mình đã hoàn thiện rồi, và có lẽ là mình sẽ mang chiếc xe này đi ra công viên Lê Văn Tám để test thử xem một chiếc trial với date 2013 chơi nó sẽ thế nào. Các bạn hãy đi cùng mình nhé. Thắng có làm được không? Không. Lâu lắm rồi, mới tập 20. Và các bạn thì thấy bước sông quá kinh khủng. Rất là mệt, mệt hơn chơi street rất là nhiều. Nhưng mà khá là vui vì chơi competition thì nó có cảm giác thăng bằng nhiều hơn ấy. Và chắc là mình sẽ quay lại với compe trong một thời gian. Trở lại với các bạn rồi đây. Thật sự thì tối qua đi tập về xong phê quá, không thể quay video luôn được. Và bây giờ thì tranh thủ chia sẻ với các bạn chút xíu. Đó là cái việc mà sau một thời gian rất là dài mới tập competition mà bằng một cái chiếc xe trial date 2013 thì cảm thấy nó thật sự khá là mệt, phê thật sự luôn. Tập nặng hơn
Trials Street rất là nhiều. Một cái phần lý do mà mình quyết định trong thời điểm này tập lại competition đó là để chuẩn bị cho một cái sự kiện khá là lớn, và nó có lẽ cũng là một trong những cái thử thách quan trọng nhất trong cái quãng thời gian mình tập luyện trial. Thử thách đó là gì thì xin phép các bạn mình giữ bí mật đã nhá. Trong thời gian sắp tới các bạn có thể sẽ được thấy rất nhiều video luyện tập của mình. Mình đã bắt đầu được một cái chế độ luyện tập mà rất là nghiêm túc, và trong khoảng gần một tháng nay mình sẽ chia sẻ nó trong video kế tiếp để các bạn có thể hiểu cũng như là để tham khảo nếu các bạn muốn có một chế độ luyện tập như vậy. Và thực sự thì cũng khá là tiếc vì trời hôm qua nó không được nắng đẹp lắm nên là bọn mình không có đi sang quận 2, và để sắp tới khi nào ra quận 2 có địa hình chuẩn của trial competition thì mình sẽ chơi thử lại hết cỡ cho các bạn xem. Nhưng mà lâu lắm rồi mới lại được thử competition và mình cảm thấy rất là vui. Và trước khi kết thúc video này thì mình xin phép bật mí là sắp tới mình sẽ có một vài mini game khá là thú vị dành cho anh em cộng đồng MTB Việt Nam. Và nếu các bạn cũng quan tâm đến những mini game này thì đừng quên tham gia vào cộng đồng của chúng mình nhé. Link của cộng đồng MTB Việt Nam mình sẽ để ở dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.